Đột nhập một ngày ăn chơi của các đại gia, các chủ tịch trẻ thì sẽ thế nào? Trong video này, tôi sẽ chia sẻ đến với mọi người từ A tới Z, tới Y cờ rét luôn. Xem rằng là các đại gia này ăn chơi như thế nào, tăng 3, tăng 4 ra làm sao. Thì mời các bạn cùng theo chân tôi nhé. Thì là tình hình là rất tình trạng, cái nhóm này là cứ mỗi một tháng là anh em sẽ có một ngày trốn vợ con đi riêng với nhau. Thì sáng ngày hôm nay là chúng tôi đi vào La Bằng trên Đại Từ Thái Nguyên. Ở đây thì rừng núi vẫn còn rất là nguyên sinh vì nó là ở dưới chân Tam Đảo được bảo tồn các bác ạ. Cái không khí thì trong lành và nước ở trong này thì còn rất là sạch. Bởi vậy mà bác nào mùa hè muốn tắm là cứ đến đây tắm là sẽ rất là mát. Nói là các đại gia cho nó vui mồm mới thôi, chứ thực tế thì xin được chia sẻ thật với các bác là đây toàn là những anh em mới khởi nghiệp, thầy ta tớ ta cả ấy thôi mà. Các cụ xưa bảo rồi, buôn có bạn bán có phường, thế nên là anh em kết nối với nhau để có gì khúc mắc, có gì vấn đề nào thì chia sẻ với nhau. Ông nào ông nấy cũng cứ cày cho đến 1-2 giờ đêm làm như thế ấy, thế mà cũng chỉ dám bỏ ra có một tháng một ngày thôi đấy, còn hà tiện với bản thân lắm. Các bác nhìn thấy cách nhảy này là biết ngay là thời nhỏ mấy ông này tắm sông tắm suối rồi. Cái đoạn này là mấy ông sống ảo với nhau để có cái chăn Facebook đây. Ông nào ông nấy bụng cứ phượn hết cả ra mà cứ cố gắng là nín thở vào để cho có cái dáng đẹp đây. Ngày nào cũng nhốt mình trong bốn bức tường nên là thấy cái khung cảnh thời tiết khí hậu này là ngả lưng ra hưởng thụ ngay đấy, các bác thấy không? Giờ thì mâm lên rồi, mời các bác cùng khám phá món ăn ở đây nhá. Ở đây thì là có món nộm hoa chuối này, măng này, rồi là cá hấp xì dầu và cá chiên, rồi là cá nướng. Nước tự nhiên ở khu vực này còn rất là sạch, bởi vậy mà bà con ở đây người ta nuôi cá tầm rất là nhiều các bác ạ. Nên là những cái món đặc trưng ở đây là cá tầm và gà đồi. Đấy, thế thì cái món cá tầm này là rất là ngon luôn. Nó ăn được cả xương và cái thịt nó thì mềm và hơi béo ngậy ngậy, ăn cảm giác rất là cuốn. Khúc này là bắt đầu đến cái giai đoạn uống rồi đây này các bác này. Thì đấy anh em các bác thấy không, uống là toàn cốc to cốc nhỏ hết. Nhưng mà có một điều rất là đặc biệt, các bác có biết là trong cốc này là đựng gì không nào? Đó toàn là nước ngọt và nước lọc ấy thôi các bác ạ. Anh em có với nhau một cái điểm chung rất là tuyệt vời, đó là không ông nào uống rượu uống bia cả. Thế mới hay chứ lệ. Sau khi đánh chén xong là anh em lại lăn ra làm một giấc nữa. Đấy các bác ạ, có mấy khi mà được nghỉ ngơi ở cái không khí trong lành này đâu. Quân nhận ra một ngày tiền của quân bằng một năm làm của người khác. Quân nhận ra một điều là chăm chỉ không tạo nên sự giàu có. Những câu nói đùa kiểu này làm anh em rất là vui. Nói vậy chứ thực tế là cũng có những anh em kiếm ra một ngày bằng cả một năm làm của bà con đấy. Tất cả đều phải là sự đánh đổi cả. Anh em không những là đánh đổi bằng sức mà còn bằng trí óc. Đấy mấy ông này toàn đầu chín thôi nhưng mà tóc cũng bạc hết rồi. Bản thân em là nó cũng rụng hết một nửa rồi. Cái tăng này mới là cái tăng quan trọng này. Tranh thủ những cái dịp đi như thế này là anh em cũng tiện là ghé vào nhà nhau chơi. Nhưng mà có một cái hay là anh em cũng không có ghé vào không đâu. Cứ có quả nào là cũng thò tay vặt tất. Đã ăn rồi là còn nhớ đến vợ con. Đã thế là còn xin về cho vợ con mỗi nhà một quả. Làm cho ông cụ nhà Thái là vặt trụi hết cả cây mít. Thật ngại quá. Nhưng mà ngại gì thì ngại thôi chứ em cũng xin một quả. Đấy, đây là toàn bộ một ngày ăn chơi của các chủ tịch ngầm. Thì như thế đấy các bác nha. Thế nếu mà bác nào muốn gia nhập vào cái nhóm chủ tịch này thì giơ tay nhá.